nghe nói đi học tiếng Anh á là để cải thiện trí nhớ, nên cô đi học thử. Tại vì lớn tuổi rồi, cái nói bên trước bên sau rồi. Ai nói là nghỉ hưu rồi thì phải ở nhà ăn hưởng tuổi già. Chú á, chú làm việc riết là quen tay rồi. Bây giờ không có việc gì làm nữa, chán lắm. Muốn tìm cái gì đó đi làm đó. Bởi vì mình già rồi, ở nhà một mình không biết làm gì cho hết ngày luôn đó. Muốn qua nước ngoài thăm con mà mình không có rành tiếng Anh, cho nên mình cứ bị cái cảm giác bất an nó làm mình lo sợ hoài hà. Không nghĩ lớn tuổi rồi mà mình học tiếng Anh vẫn được. Bất ngờ mình không nghĩ là có những người cùng tuổi như mình mà còn đi học. Vui, mình nói chuyện với nhau được, chia sẻ với nhau. Lúc nào cũng có giáo viên bản ngữ, cực kỳ thân thiện luôn. Đó, khi mà mình trò chuyện đó thì tự động cái phản xạ của mình đối với người nước ngoài sẽ rất là nhạy bén. Học ở đây là không có giới hạn thời gian, sáng trưa chiều tối là rảnh giờ nào là đến học giờ đó. Vô đây đó, ai cũng phải nói tiếng Anh hết à, không được nói tiếng Việt. Thì lúc đầu nó cũng hơi căng thẳng đó. Nhưng già đầu rồi chẳng lẽ cứ đi hỏi mấy đứa con nít hoài. Mà công nhận nha, sau 1-2 tuần quen rồi là thích. Học á, không cần bài tập về nhà, vậy mà vẫn nhớ, vẫn nói được, vậy mới là hay. Phải nói là cực kỳ hiệu quả. Chưa đầy 1 tháng mà mình cảm thấy mình khác hẳn là. Tức là mình nói được nhiều nè, mình tự tin hơn. Và đặc biệt là tâm lý mình rất là thoải mái, mình trẻ ra rất nhiều. Rất là tiện, có cái phần mềm tiếng Anh học ở nhà. Mình muốn ôm là cái gì là mình cứ mở ra là mình học được liền à. Lúc nào bên ngoài cũng có những lớp thực tập cho mình hết. Học theo cách này thì mình tăng được cái thời gian luyện tập, bài vở nó dễ vô đầu hơn. Học rất là vui nha, rất thoải mái nè, còn là nói với cười không à. Có nhiều người họ ngạc nhiên là sao mới có 3 tháng mà cô nói tiếng Anh trôi chảy lưu lót như vậy. Con của cô nó bảo là, ủa mẹ, sao hồi này con nhìn mẹ thấy khác khác. Con nhìn mẹ thấy nè, trẻ nè, đẹp ra nữa nè. Đáng đi đầu tư học một khóa tiếng Anh, không có bao nhiêu tiền hết á, mà mình mua được cái tinh thần và niềm vui cho mình, cái đó mới là quý nhất. Cô muốn khoe với con trai cô nè, là cô đã đặt vé máy bay rồi, tháng sau cô sẽ bay qua thăm nó. Trời ơi, ảnh mừng quá, ảnh nói biết vậy kêu mẹ đi học sớm hơn. Rồi bây giờ mình nên đi học để đầu tư vào cái này nè, của nó minh mẫn á thì mình mới vui, tâm lý nó thoải mái hơn, mình thấy mình còn học được, mình còn có ích, thì tự nhiên mình thấy vui. Mà mình vui á thì gia đình con cháu mình nó mới thấy vui. Cảm ơn Elisa. Cảm ơn Elisa.